Công ty Đại Phát Viễn Thông xin hân hạnh giới thiệu với quý khách sản phẩm mới. Đây là một sản phẩm cực kỳ độc đáo, đó là nhiệt kế hiển thị nhiệt độ và kết nối Bluetooth với điện thoại. Chức năng của nhiệt kế này dùng để làm gì? Thì chức năng của nhiệt kế này dùng để hiển thị nhiệt độ thông qua điện thoại và có thể là báo nhiệt độ khi mà nhiệt độ tăng đột ngột qua điện thoại. Cụ thể thì khi mà mình có con hoặc là trẻ em bị sốt, mình có thể đeo cái nhiệt kế này vào theo hướng dẫn như hình sau. Thì đeo vào tay ở ngay nách thì nó sẽ đo nhiệt độ như các nhiệt kế thông thường. Ở đây là cái chip để đo nhiệt độ. Thì đặc biệt là cái nhiệt kế điện tử này sẽ kết nối Bluetooth với tất cả các điện thoại thông minh đang xài iOS hoặc Android, bằng cách chúng ta sẽ download một cái app ở trên App Store hoặc là iOS Store hoặc Android Store. Đây là cái app này. Sau đó chúng ta mở chế độ Bluetooth lên. Chúng ta mở chế độ Bluetooth. Sau đó chúng ta bật thiết bị lên. Thiết bị hiện đèn. Và bây giờ mình sẽ connect giữa thiết bị và nhiệt kế. Thì trên điện thoại sẽ báo là mình chưa có chọn cái em bé. Mình có thể set rất là nhiều em bé. Ví dụ mình edit ở đây, mình có thể cộng thêm tên của em bé, rồi chiều cao cân nặng để mình tạo thêm em bé mới. Khi mình tạo rồi, mình chỉ cần bấm vào em bé, sau đó nó sẽ đo để làm gì, để nó theo dõi chu trình của em bé. Và bây giờ mình sẽ thử connect nhiệt kế. Thì bây giờ mình chọn e-fever là nhiệt kế đã được connect. Thông số trên nhiệt kế sẽ bằng trực tiếp với thông số của điện thoại. Khi mình đi mình không cần trẻ em bị sốt, mình chỉ cần đeo vào và mình không cần lại coi, mình chỉ cần mở điện thoại là mình sẽ biết được là hiện giờ trẻ đang sốt bao nhiêu độ. Và có chức năng trên chương trình, mình có thể cài chế độ báo động, là ví dụ đây là chế độ 38 hoặc là 39 độ C là sẽ báo động. Ở đây là cái nhạc chuông hoặc là rung của cái chế độ báo động này. Ví dụ mình chọn cái nhạc chuông này. Rồi sau đó bây giờ nhiệt độ đang là 33,8. Thì khi mình đo, mình để vào cái chip này thì như quý khách thấy nhiệt độ đang nhảy lên 34,6. Để cái tay vào chip ở đây. Ở đây cái nhiệt độ này là 35,1, nó trùng với điện thoại ha. Thì bây giờ để nó lên 39 độ và nó hú thì mình sẽ sử dụng test thử bằng một cái máy sấy tóc. Bây giờ mình sẽ tắt cái điện thoại ở chế độ nghỉ. Rồi bây giờ nhiệt kế hoàn toàn connect. Bây giờ mình sẽ mở cái máy sấy tóc lên và mình sẽ thổi vào nhiệt kế. Nhiệt kế lúc này sẽ lên khoảng chừng 41 độ và lập tức điện thoại đã báo ở đây là hơn 39 độ. Thì với công dụng này thì hầu như khi mà các bậc phụ huynh có trẻ em bị sốt không cần phải thức để canh nữa, chỉ cần đeo vào. Và khi trẻ sốt vượt quá cái giới hạn mình đã set thì lập tức điện thoại mình sẽ reo. Cái thứ hai là mình có thể coi được là cái thời gian, cái chu trình sốt của trẻ trong vòng một ngày hoặc là vài ngày, cái nhiệt độ của trẻ đi từ bao nhiêu độ tới bao nhiêu độ. Ở đây trong khoảng mấy giờ nhiệt độ của trẻ tăng xuống, biểu đồ nhiệt độ và còn rất nhiều chức năng khác nữa. Sản phẩm được cung cấp bởi công ty Đại Phát với giá thành tốt nhất dành cho quý khách. Cửa hàng mua số lượng. Mọi chi tiết quý khách đặt hàng vui lòng liên hệ công ty Đại Phát hoặc truy cập trực tiếp vào website daiphatvienthong.vn và một website đồng hành khác là chợ sài gòn 24h.vn. Xin cảm ơn.